Kính thưa Đại Đức, xin phép cho con hỏi Phật đưa ra năm giới cho cư sĩ. Bản thân con đã quy y nhưng chỉ giữ được ba giới và hai giới con không thể giữ được. Vậy con liệu có lợi ích từ ba giới mà con đã giữ không hay phải giữ trọn vẹn năm giới mới có lợi ích? Kính mong Đại Đức giảng dạy cho được rõ. Quý vị giữ được một giới thì quý vị được phước của giới đó. Giữ được giới nào được phước giới đó. Còn không giữ được giới nào thì mình chịu cái nghiệp của cái giới đó. Xin lấy ví dụ, một người giữ được cái giới không có sát sanh, nhưng mà không giữ được giới không trộm cắp. Tức là mình không sát sanh mà mình trộm cắp. Thì cái quả nó có thể cho là đời sau sanh ra, mình sống lâu mà mình nghèo. Quý vị để ý có những người á, già thiệt là già, ăn xương nằm đất nha, đói mà chết không chết, nó khỏe ru ru không chịu chết. Thì đó là cái kiểu đó, mà nó nghèo dữ lắm, nghèo đói, ăn không có ăn mặc, không có mặc, không có con cái, không có bà con thân thuộc, sống ở dưới gầm cầu hôi hám này nọ mà không chịu chết, không có chết, tại được sống lâu mà. Thì cái nghiệp nào nó cho cái quả đó Hay là mình giữ cái giới là không trộm cắp đi, mà mình lại không giữ được cái giới không sát sanh. Tức là mình sát sanh mà mình có bố thí, mình có không trộm cắp. Đời sau sanh ra, sanh vô gia đình tỷ phú, giàu thiệt là giàu, mà 3 tuổi chết rồi. Thì sinh ra thì trong cung vàng điện ngọc ha, có cả 100 người hầu kẻ hạ, mà 3 tuổi chết rồi. Thì cái kiểu mình làm nghiệp như thế nào thì mình sẽ chịu cái quả báo như thế đó. Hoặc là quý vị không giữ được cái giới thứ tư đi, mà mình giữ được cái giới thứ hai. Không giữ giới thứ hai thì mình được giàu sang, không trộm cắp mình được giàu sang. Mà mình không giữ giới thứ tư, tức là mình nói dối. Thì trong trường hợp đó, mình thành cái kẻ mà giàu nhưng mà mình không có địa vị trong xã hội. Quý vị biết là có những nơi mà người ta giàu là một chuyện mà không có địa vị gì hết. Lời ăn tiếng nói người ta không có giá trị, người ta không coi ra gì. Hay là mình không giữ cái giới thứ ba, thì mà mình giữ giới thứ nhất, giới thứ hai, giới thứ năm. Thì mình sẽ được cái gì? Giữ giới thứ nhất là mình được sống lâu nè, khỏe, sống lâu. Giữ giới thứ hai, mình có nhiều tài sản là mình giàu, đúng không? Giữ giới thứ năm, mình thông minh. Một cái người vừa sống lâu nè, vừa khỏe nè, vừa giàu nè, vừa thông minh nè, mà không giữ giới thứ ba, vợ nó ngoại tình, cứ lấy con nào là con đó cắm sừng mình. Thì quý vị nhắm, quý vị chịu được cái đó không? Nếu mà quý vị chịu được á, thì ok. Còn nếu chịu không được thì mình lo mình giữ cho tròn năm giới chứ ha. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.